Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ sáu ngày 24 tháng 5 năm 2024. Minh phải cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm nay thứ sáu ngày 24 tháng 5, giá vàng trong nước điều chỉnh giảm đồng loạt ở các thương hiệu. Theo đó, chốt phiên hôm nay, giá vàng được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức giá từ 100 cho đến 400 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Trong khi đó, giá vàng thế giới có tín hiệu tăng lên vùng 2.340 đô la Mỹ một ounce, cho dù đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ tăng cao. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua hiện đang có mức giá 87.500.000 đồng một lượng, chiều bán 89.500.000 đồng một lượng, giảm 300.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC đang mua vào tại mức 87.500.000 đồng một lượng, còn là chiều bán 89.500.000 đồng một lượng, giảm 300.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC 2 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau. Tại Hà Nội hiện đang có mức giá ở chiều mua 87.500.000 đồng một lượng, chiều bán 89.300.000 đồng một lượng, giảm 300.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 87.500.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 89.300.000 đồng một lượng, giảm 300.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji 1.800.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh giảm ở cả hai chiều. Tại Hà Nội hiện đang có mức giá ở chiều mua 87.500.000 đồng một lượng, chiều bán 89.400.000 đồng một lượng, giảm 200.000 đồng một lượng chiều mua và 300.000 đồng một lượng chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 87.500.000 đồng một lượng, còn là chiều bán 89.400.000 đồng một lượng, giảm 200.000 đồng một lượng chiều mua, chiều bán điều chỉnh giảm 300.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG 1.900.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC giảm 200.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 87.600.000 đồng một lượng, chiều bán 89.300.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 87.650.000 đồng một lượng, chiều bán 89.300.000 đồng một lượng. Tại Mỹ Hồng SJC giảm 300.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 88.500.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 89.500.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank giảm 500.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 87.300.000 đồng một lượng, chiều bán 89.300.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn Boss số 9, vàng nữ trang trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh giảm khá mạnh ở cả chiều mua và chiều bán, từ 167.000 đồng một lượng đến 400.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 29.178.000 đồng một lượng đến 74.800.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 31.678.000 đồng một lượng đến 76.400.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, ngay tại thời điểm cuối ngày hôm nay, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 2.340,5 đô la Mỹ một ounce. Trong phiên, vàng thế giới đã tăng khoảng 12 đô la với tỷ lệ 0,5%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 2.325 đô la Mỹ và cao nhất 2.343 đô la Mỹ một ounce. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 72.200.000 đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước
17.300.000 đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn bố số 9 4.200.000 đồng một lượng. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 67.389 đô la Mỹ một đồng, trong phiên đã giảm 0,81%. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, hiện đang đứng tại mức 104,89 điểm, trong phiên đã giảm 0,16%. Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đứng tại mức 4,475% một năm, tăng 0,04% trong phiên. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 76,51 đô la Mỹ một thùng, trong phiên đã giảm 0,28%. Thưa các bạn, giá vàng thế giới tiếp đà giảm mạnh, với giá vàng giao ngay giảm xuống vùng 2.330 đô la Mỹ. Vàng tương lai giao dịch ở quanh mức 2.337 đô la Mỹ một ao, giảm so với rạng sáng ngày trước đó. Thị trường vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực chốt lời và giá vàng đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng một tuần, kéo dài mức giảm trong phiên thứ ba liên tiếp, khi các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về thời điểm cắt giảm lãi suất của Fed và sức mạnh trong hoạt động kinh tế của Mỹ. Theo báo cáo mới nhất, hoạt động kinh doanh của Mỹ trong tháng 5 đã tăng tốc lên mức cao nhất trong vòng 2 năm, cho thấy tăng trưởng kinh tế đã phục hồi trong quý 2. Sau báo cáo, đồng đô la Mỹ phục hồi mạnh, bù đắp các mức giảm trong ngày. Điều này đã làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý với những người mua bằng các loại ngoại tệ khác. Chiến lược gia hàng hóa ông Daniel Gali của TD Securities cho rằng mặc dù sự phục hồi của đồng bạc xanh và triển vọng lãi suất suy yếu đã kích hoạt một đợt bán tháo trên thị trường vàng, nhưng sự điều chỉnh sẽ tương đối nông. Theo ông, vàng đang điều chỉnh theo quan điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, trong khi tại cuộc họp lần này, Fed đã nhắc đến khả năng tăng lãi suất nếu như lạm phát dai dẳng. Cùng quan điểm, chiến lược gia hàng hóa Nathan Shah của WisdomTree cũng đã cho rằng đà giảm của vàng sẽ được hạn chế khi thị trường chứng kiến sức mua mạnh từ các ngân hàng trung ương trên thế giới cũng như các nhà đầu tư từ Trung Quốc khi giá giảm. Ông nói thêm, bất cứ tín hiệu nào cho thấy Fed sẵn sàng cắt giảm lãi suất sẽ là chất xúc tác chính tiếp theo giúp giá vàng tăng lên. Ngân hàng UBS mới đây đã nâng dự báo giá vàng lên mức 2.600 đô la Mỹ một ao vào cuối năm nay và khuyên các nhà đầu tư nên mua vàng khi giá giảm ở mức 2.300 đô la Mỹ hoặc là thấp hơn. Các dữ liệu yếu, nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương và bất ổn địa chính trị diễn ra là các chất xúc tác hỗ trợ đà tăng của vàng. Các chuyên gia của Hội đồng Vàng Thế giới dự báo, bất chấp những luận điểm cứng rắn của Fed về chính sách tiền tệ trong thời gian vừa qua, vàng vẫn duy trì được đà tăng trong thời gian tiếp theo. Các chuyên gia phân tích tại phố Wall cho rằng thị trường phải mất nhiều thời gian hơn dự kiến để Fed nhận định chắc chắn lạm phát sẽ giảm thực sự hay chưa. Chính vì vậy, vàng sẽ còn bị mắc kẹt trong chính sách tiền tệ một thời gian khá dài. Tuy vậy, một số chuyên gia tại Kiko News lạc quan dự báo giá kim loại quý này sẽ chạm mốc 3.000 đô la Mỹ một ao trong tương lai không xa. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ 6 ngày 24 tháng 5 năm 2024 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.